Bạn đang lắng nghe chuyên mục Về Nghe Lại Kể, chuyên mục podcast của Trường Đại học Phan Lan, được phát sóng định kỳ vào mỗi tháng trên fanpage và YouTube Trường Đại học Phan Lan. Mình là Thiên Phú, rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong số thứ 5 của Về Nghe Lại Kể. Về Nghe Lại Kể là nơi để đại gia đình Phan Lan gửi gắm những tâm sự, chia sẻ về đời sống học đường hay đơn giản là những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Cứ mỗi năm, sinh viên Văn Lan lại nôn nao, háo hức tham gia các chương trình đặc trưng làm nên thương hiệu, bản sắc của các khoa. Ấy vậy mà hơn 2 năm, khi con COVID xuất hiện, đứa con tinh thần ấy phải tạm gác lại, chờ đến ngày quay trở lại, tiếp tục hành trình truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết đến mỗi thế hệ sinh viên Văn Lan. Thật sự thì tụi mình nhớ, nhớ lắm cái cảm giác cùng nhau tụ họp, dùng 200% năng lượng để quẩy hết mình, tận hưởng cái cảm giác hàng trăm, hàng ngàn sinh viên dưới mái nhà chung Văn Lan gắn kết thành một khối, cùng khóc, cùng cười. Thế rồi, ngày tụi mình mong chờ cũng đến, lần lượt từng chương trình đặc trưng đã quay trở lại. Và trong Về Nghe Lại Kể số thứ 5 lần này, chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe về những lời chia sẻ của các bạn sinh viên đã đồng hành cùng các chương trình đặc trưng với vai trò thành viên ban tổ chức, để hiểu hơn về những đứa con tinh thần cũng như những câu chuyện hậu trường thú vị qua chủ đề Mùa lễ hội sôi động của Phan Lan. Phan Lan là nơi tụ họp của những người trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Mỗi người đều có trong mình một chất riêng. Nhưng khi những chất riêng ấy hòa trộn vào nhau, cùng nhau tụ họp tại các chương trình đặc trưng, đã tạo thành một bức tranh chung mang đặc trưng, bản sắc rất Phan Lan. Trong số thứ 5 của chuyên mục Về Nghe Lại Kể lần này, Thiên Phú đã kết nối cùng các bạn, các anh chị sinh viên Phan Lan là những người đã đóng góp cho thành công của các chương trình đặc trưng. Mở đầu chuyên mục, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của bạn Nguyễn Hiểu Yến, sinh viên khóa 26 ngành quan hệ công chúng. Hiểu Yến đồng hành cùng Neon The Luminous Show 2021 với vai trò trợ lý trưởng ban tổ chức chương trình. Mình đã từng trải qua nhiều hành trình cảm xúc khác nhau, nhưng với mình, có lẽ Neon là hành trình mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Từ háo hức, mong chờ, đến thích thú, vui sướng, hạnh phúc vỡ òa khi đứa con tinh thần mang tên The Luminous Show 2021 ra đời. Đến với Neon, mình và những người bạn đồng hành đều có những dự định riêng của bản thân, nhưng mọi người đều chọn cách gạt qua hết tất cả để cùng nhau nỗ lực về một mục đích chung, đó chính là mang ánh sáng của Neon quay trở lại. Trong suốt khoảng thời gian làm chương trình, chắc chắn không thể tránh khỏi mọi khó khăn khiến tụi mình tưởng chừng như sẽ trùng bước. Mình luôn nhớ những buổi tối trời cùng nhau lục tìm những chiếc đèn pin, cây đèn cầy, rồi lại loay hoay tìm thêm lon sữa bò để thắp sáng ánh nến, để rồi thắp lên cả một bầu trời ký ức của những người yêu Neon. Đến tận thời điểm hiện tại, bản thân mình vẫn luôn hiện hữu những cảm xúc thổn thức khi nhắc đến Neon. Mình vẫn nhớ khoảnh khắc bài hát Bia Son được vang lên giữa hàng trăm, hàng ngàn con người. Những người bạn đồng hành cùng nhau đã vai tròn vai, trao cho nhau những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt của niềm yêu thương, của sự tự hào. Trong hành trình này, có nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Có những lúc niềm hạnh phúc như đong đầy, cùng nhau nhìn ngắm đứa con tinh thần mà tất cả mọi người cùng tạo nên. Có những lúc cùng nhau mạnh mẽ khoác vai nhau, đương đầu với những khó khăn xảy đến. Mình đã nhận được món quà vô giá từ Neon 2021, đó là sự tin tưởng từ thầy cô, các anh chị và hơn hết là những người bạn đồng hành trên chặng đường này. Mình biết ơn và yêu thương vì đã được học, được trưởng thành. Vì sau tất cả, khi quay đầu nhìn lại, mình vẫn có được những người ở bên động viên và ủng hộ. Neon đã và sẽ luôn được vun đắp, lưu giữ qua nhiều thế hệ sinh viên khoa quan hệ công chúng truyền thông. Dẫu có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chắc chắn những điều đó sẽ không bao giờ thổi tắt được ngọn lửa của sự nhiệt huyết, của đam mê cháy bỏng cùng ý chí kiên cường hiện hữu trong lòng mỗi sinh viên PR. Với mình, khó khăn thử thách nào rồi cũng sẽ như một cơn gió lướt qua. Nó chỉ làm ngọn lửa nhiệt huyết trong chúng mình ngày càng thêm bùng cháy mãnh liệt hơn. Mình hy vọng rằng những khóa sinh viên PR tiếp theo sẽ luôn cố gắng, luôn nỗ lực để lưu giữ ngọn lửa của sự nhiệt huyết, để thắp lên ánh sáng Neon ngày càng rực rỡ.
cảm ơn tất cả vì đã trở thành một phần của Neon The Luminous Show 2021. Bạn Hiểu Yến bộc bạch chia sẻ. Thiên Phú xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của bạn Hiểu Yến về hành trình cảm xúc của mình tại Neon The Luminous Show 2021. Tiếp nối chuyên mục, mời các bạn thính giả cùng lắng nghe lời tâm tình của bạn Đỗ Gia Thụy, sinh viên khóa 25 ngành quan hệ công chúng. Gia Thụy cũng là người đã đồng hành cùng hai mùa Neon, Triumphal 2020 và The Luminous Show 2021. Đặc biệt, tại Neon The Luminous Show 2021, Gia Thụy nắm giữ vai trò phó ban tổ chức chương trình. Mời các bạn thính giả cùng mình lắng nghe những kỷ niệm khó quên khi đồng hành cùng Neon 2021 của bạn Gia Thụy. Mình đến với Neon từ năm 2020, khi còn là cô sinh viên đầu năm 2. Cũng là làm Neon đấy, nhưng mỗi mùa lại mang cho mình những trải nghiệm khác nhau. Ở năm đầu tiên đến với Neon, mình tham gia với tâm thế là đàn em nhỏ học việc, quan sát các anh chị khóa trên chuẩn bị, trải nghiệm từ những cái cơ bản nhất để làm nên một Neon thành công. Năm nay, mình tham gia với vai trò là một người chị, đồng hành cùng những đứa em khóa dưới. Áp lực cũng có, tự hào cũng có, nhưng vui nhất chính là chương trình được các bạn sinh viên ủng hộ, được thầy cô khen ngợi, chỉ như vậy thôi thì mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Trong quá trình chuẩn bị cho Neon 2021, mình có quá nhiều kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, cũng ấn tượng đối với mình. Nhưng nếu để nói là khó quên nhất, có lẽ là ngày chúng mình thức đêm để chuẩn bị cho buổi chạy rehearsal chương trình. Lúc ấy, ngày diễn ra chương trình cũng chỉ cách vỏn vẹn 4 ngày, mọi thứ cũng khá gấp và cũng còn nhiều thứ phải lo lắm, nên lúc nào tụi mình cũng phải trong tâm thế sẵn sàng. Bên cạnh đó, Neon năm nay có nhiều sự thay đổi về khu vực thi công những hạng mục bằng giấy cho chương trình, lại rơi vào đúng giai đoạn mùa mưa, nên trong suốt quá trình làm, chúng mình phải luôn trong tâm thế trở thành những hộ vệ cạc tông giữa lúc trời mưa gió sấm chớp bão bùng. Sau bao nỗ lực của chúng mình, những con người đứng sau hậu trường, dõi theo đứa con tinh thần mang tên The Luminous Show 2021 đã diễn ra thành công. Mình thật sự rất vui, rất hạnh phúc và cũng rất biết ơn nữa. Mình trân quý toàn bộ khoảng thời gian đại gia đình BR cùng nhau chuẩn bị một chương trình. Mình đã cảm nhận được Neon được yêu thương, được đón nhận đến nhường nào dù có trải qua bao nhiêu lâu. Với mình, Neon vẫn luôn là một niềm tự hào của bao thế hệ sinh viên BR trưởng thành dưới mái nhà Trung Văn Lang. Bây giờ, mình đã chuẩn bị bước sang năm cuối của hành trình 4 năm đại học, rồi mình cũng sẽ phải đi kiến tập, thực tập. Nhưng mình nghĩ tình yêu đối với Neon, với BR mà mình nhận được trong suốt 3 năm qua, thì chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ những cơ hội đồng hành cùng đàn em khóa sau. Tiếp nối những giá trị được lưu giữ từ thế hệ sinh viên BR này đến thế hệ sinh viên BR khác. Đối với mình, dù là lần thứ mấy đi nữa, thì chỉ cần dành cho Neon, dành cho BR đều xứng đáng. Mình rất vui khi là một sinh viên BR, là một phần của Neon. Mình càng tự hào hơn khi quãng đường trưởng thành của mình đã thật sự rực rỡ khi được ở đây với tất cả mọi người. Thiên Phú xin cảm ơn những chia sẻ của bạn Gia Thụy. Mình cũng là một sinh viên của BR, nên mình có thể hiểu được ngọn lửa nhiệt huyết của các bạn, các anh chị với Neon, với BR lớn như thế nào. Thiên Phú và về nghe lại kể, chúc Gia Thụy sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết này và tiếp tục đồng hành thêm nhiều lần Neon nữa, cùng lan tỏa những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ sinh viên BR đến đàn em của mình. Nối tiếp chuyên mục về nghe lại kể, chúng mình sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Phạm Thị Thu Hương, sinh viên khóa 25 ngành văn học ứng dụng, khoa xã hội và nhân văn. Thu Hương là gương mặt đã đồng hành cùng chương trình đặc trưng Thiên Điểu trong 2 năm 2020 và 2021. Đặc biệt, tại Thiên Điểu 2021, Thu Hương giữ vai trò trưởng ban tổ chức. Đồng hành cùng Thiên Điểu từ những giai đoạn đầu tiên đến khi chương trình được tổ chức thành công. Hãy cùng Thiên Phú đến với chia sẻ của Thu Hương để hiểu hơn về hành trình của bạn tại Thiên Điểu 2021 nha. Đây là năm thứ 2 của Thiên Điểu được tổ chức và cũng là lần thứ 2 mình đồng hành cùng Thiên Điểu với vai trò thành viên ban tổ chức. Mỗi năm, mỗi cảm xúc khác nhau,
Nhưng nhìn đứa con tinh thần của tập thể sinh viên khoa xã hội và nhân văn được mọi người yêu thương, nhớ đến thì đó là cảm xúc vô cùng hạnh phúc. Chúng mình đến với nhau là từ tình yêu với thiên điểu, và chính tình cảm đó đã giữ chân chúng mình đi cùng nhau suốt chặng đường khó khăn vừa qua. Từ những ngày đầu lên ý tưởng chương trình đến tập luyện, chuẩn bị đều gặp nhiều khó khăn, gian nan. Cứ bước tiếp một bước thì lại gặp thử thách, nhưng với tình yêu dành cho thiên điểu, bằng tất cả đam mê và lòng nhiệt huyết của người trẻ, chúng mình đã cùng nắm tay để vượt qua mọi thứ và mang đến một thiên điểu trọn vẹn cảm xúc cho tất cả thầy cô, sinh viên khoa xã hội và nhân văn. Hành trình thiên điểu 2021 của mình có rất nhiều kỷ niệm mà có lẽ đến tận cùng sau này mình khó có thể quên được. Những ngày đầu ngồi lại để lên ý tưởng chương trình, chúng mình đã rất mất nhiều thời gian và chất xám, bởi ai cũng muốn mang đến một chương trình hay, đặc sắc và ý nghĩa. Vào những ngày tổng dợt chương trình, ngồi nhìn những người bạn, những người đồng đội của mình tập luyện ngày đêm đến sưng cả chân, khàn cả giọng, có những bạn ngất xỉu ngay trong chính phòng tổng dợt khiến mình vô cùng lo lắng. Hơn một tháng trời ròng rã, những giọt mồ hôi, nước mắt đã in hằn lên gương mặt của những bạn sinh viên chỉ để đổi lại vỏn vẹn 5 phút thăng hoa trên sân khấu. Giây phút kết màn của MC vang lên cũng là lúc cảm xúc dâng trào nhất trong mỗi thành viên ban tổ chức Thiên Điểu 2021. Cảm xúc đầu tiên là sự nhẹ nhõm, tiếp theo là hạnh phúc và tự hào vì mình đã là một phần của ban tổ chức. Sau rất nhiều khó khăn, vất vả, trải qua thời gian dài chuẩn bị, đứa con tinh thần của chúng mình đã tỏa sáng tại hội trường Trịnh Công Sơn. Để làm được điều đó, đều nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể ban tổ chức, những người góp phần làm nên thành công của Thiên Điểu 2021. Những cái ôm, những giọt nước mắt rơi xuống khi chương trình thành công, những cảm xúc đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp và không thể nào quên trong cuộc đời sinh viên của mình. Mình mong rằng chương trình đặc trưng Thiên Điểu sẽ là nơi để các bạn sinh viên khóa sau nối tiếp truyền thống khóa trước. Đây cũng sẽ là cầu nối để các thế hệ sinh viên truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, và cũng là dịp để các anh chị cựu sinh viên quay về và tự hào vì đàn em của mình. Có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng các bạn sinh viên khóa sau hãy luôn yên tâm, vì đằng sau các bạn sẽ luôn có anh chị ủng hộ và giúp đỡ. Hãy luôn vun đắp và giữ cho mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hãy dùng tình yêu của các bạn dành cho Thiên Điểu để tiếp tục tiếp nối truyền thống và tạo ra những chương trình ấn tượng và đặc sắc hơn. Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Thu Hương dành cho các bạn sinh viên khoa xã hội và nhân văn nói riêng, cũng như các bạn sinh viên Văn Lang nói chung. Thiên Phú cũng mong rằng các bạn sinh viên Văn Lang chúng ta sẽ luôn giữ được lửa nhiệt huyết để tiếp nối những giá trị mà các thế hệ sinh viên đã nuôi dưỡng để truyền đến các thế hệ sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số phát sóng thứ 5 của Về Nghe Lại Kể, và mình là Thiên Phú. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở số phát sóng tiếp theo.